Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 năm 2024 diễn ra vào cuối tuần này. Với tỉnh, Vietcombank Mekong Delta có ý nghĩa rất đặc biệt. Sau 4 lần tổ chức, hình ảnh đất và người Hậu Giang được lan tỏa đến bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Nhìn lại những thành tích, kết quả và ấn tượng các mùa giải vừa qua, mùa thứ 5 là cột mốc cho một khởi đầu mới, hành trình chuẩn quá trong công tác tổ chức nhằm vươn ra thế giới, thể hiện sự cam kết, trách nhiệm của chúng tôi đối với việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, xa hơn là một xã hội phát triển, năng động. Hiện tại có khoảng 10.000 vận động viên trong và ngoài nước đăng ký tham gia giải chạy với 4 cự ly 5 cây số, 10 cây số, 21 cây số và 42 cây số dành cho người lớn và 2 cự ly 1,1 cây số và 2,4 cây số dành cho trẻ em, thanh thiếu niên. Chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và khám phá những cung đường ấn tượng ở Hậu Giang là kỳ vọng của những vận động viên đến từ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long khi tham gia giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta tỉnh Hậu Giang. Chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải, các runner bán chuyên nghiệp ở phố thị hào hứng miệt mài tập luyện hơn một tháng nay. Mời quý vị cùng theo dõi những bước chạy trước mùa giải. Đây là lần thứ 2 anh Cao Quốc Bảo ở thành phố Cần Thơ tham gia giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta tỉnh Hậu Giang. Không đặt mục tiêu dễ nhất, nhưng anh nâng cự ly từ 21 cây số lên 42 cây số. Động lực để anh đến với giải chạy là muốn câu lạc bộ mở rộng kết nối thêm thành viên và hơn hết là chinh phục bản thân. Tham gia giải Hậu Giang, tôi cái ấn tượng về vẻ đẹp hữu tình của sông nước đồng bằng sông Cửu Long, khám phá các cung đường vẻ đẹp của từng cái địa phương và được trải nghiệm cái đặc sắc của từng nơi. Mình được sải chân, từng bước chân trên cái cung đường ở thành thị và nông thôn và được ngắm nhìn những cái khung cảnh vẻ đẹp, cung đường chợ, kinh sáng Sà No và đặc biệt là cái sự thân thiện, cổ vũ nhiệt tình của người dân ở địa phương Hậu Giang của mình. Hơn một tháng nay, công viên Lưu Hữu Phước, công viên Sông Hậu, bờ kè Hồ Bún Sáng ở thành phố Cần Thơ trở thành điểm tập luyện của các runner. Điều thú vị của mùa giải năm nay là tinh thần truyền cảm hứng. Các vận động viên từng đến với Hậu Giang khi trở lại đi cùng với gia đình, người thân. Chạy bộ mỗi ngày thì cải thiện về sức khỏe với cả là tinh thần nữa. Cho mình một cuộc sống lành mạnh, healthy và năng động hơn ạ. Rất là thích đường chạy của Hậu Giang vì là đi qua những khung cảnh đồng quê đậm chất miền Tây ạ. Tham gia một cái giải marathon, đặc biệt là chinh phục full marathon, khi về đích thì tôi cảm thấy mình đã vượt lên được chính mình. Và với một cái nguồn năng lượng từ cơ thể thì mình cảm thấy được marathon nó mang đến cho mọi người cái sức khỏe rất là tốt và là cơ hội để tôi có thể là đi rất là nhiều nơi cũng như là tham gia cùng với nhiều người, kết nối được nhiều bạn bè cũng như là một cái cộng đồng chạy bộ rất là tuyệt vời. Sức khỏe là vàng, người có sức khỏe sẽ có trăm ngàn ước muốn. Để biến ước muốn thành hiện thực, các runner khắp nơi trong và ngoài nước truyền cảm hứng và lan tỏa giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 đến với mọi người bằng nguồn năng lượng tích cực của chính mình.